Thế chết rồi. Anh ăn uống, đợi tí tắt uống, mày tắt uống cái vào đi. đâu. Ấn gọi đi đi. Tập chơi này này. Nó bị ngược căng rồi. Thế quay đứng đó. Em bảo cô đi. Phải quay đứng á cụ. Hình như phải quay đứng đây ạ. Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục livestream những tựa game nhiều được tải trên Xếp Play, nhiều người chơi. Đủ cháu bóp này. Nhiều các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình muốn live đêm các bạn. Và chúng mình đêm tuyệt vời. Bây giờ còn mấy phút rồi? 5 phút. Hả? 5 phút. Bao lâu quá không? 5 phút là nhìn nặng quá. Lâu nó... Bây giờ ngủ thì quay lại những đường. Nó tự sập rồi. Điện thoại nóng quá. Sáng ra mình quay 2 tiếng đi. Ừ. Em phải đặt cố định như vậy, đừng để dọc luôn. Bây giờ mình bấm video trước của mình để đánh ngang mà mình để luôn. Em phải đặt như vậy, xong rồi mình sửa video của mình xoay 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 ngang luôn được không?
này tí nó hết pin nặng nặng, tí nó hết pin nặng nặng. Là mình quay video thôi, không mình tí nó hết pin nặng nặng. Anh có quay nhiều quay đi, mai mình còn làm lại mà chứ không mình bị lại cả lại. Giờ mình chỉ quay lấy video thôi, không không mình lại cắm áo ấy. Thử đi, không nghe phải ngồi tiếp bàn chứ. Thank you.
kém hơn người này. Tay cho ba luôn. Đấy, thì em dùng. Nó bị giới hạn tầm 30 phút. 30 phút. Nhưng mà nhá. Bạn nhiều. Cái vấn đề này mình không lấy nó lên trên. Mình ăn bàn nó cố gắng. Nhưng mà về lý thuyết thì nó cũng được thôi. Nhưng mà về chất lượng là không nên làm như thế. Hơi rủi ro đi. Wow.
Hôm bữa mình sẽ chua xong rồi phải. Mình cũng sẽ chua phải.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Không, một sở lâu sao đi cày nhé. Thank you.
Thank you.
rồi, giờ video dài rồi. Dài rồi. Có đi bây giờ nếu phải cầm lỗi
nào có thể giữ nhất này nó quay 2 tiếng. Quên là về không cần sửa. Sửa thành hồng mẹ đưa rồi. Để cứ bỏ tạm video rồi. Không muốn. Hay là em dạy em phải bán cứ nó đi.
tao phải hoàn sách nữa rồi.
Nhưng mà xong bài nó có nhắn tin hỏi không? Có, nó có nhắn tin cảm ơn các thứ. Ngon không? Được. Đâu? Không nói gì nữa, cứ đấy, không ngủ mai bắt đầu xem. Đấy, không trả lời được. Ủa, hiểu ảo. Mai hỏi là này, hôm nay chắc là. Hôm nay anh lại biết chắc. Thời gian của anh còn về. Không quen biết gì. Chỉ quên cả là lướt mấy phút. Nên không có về nhắn tin là em cảm ơn, em cảm ơn gì, không có gì mà em cảm ơn, không thể bạn cảm ơn tin. Không ngoái đầu nữa. Một lần hai lần thì không sao, nhưng mà
Thế giờ đúng 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 một tờ một năm một story là chở một chó mất năm đại lượng ngoài đường giờ cũng được không giờ mà giờ cũng được ngoài đường nó này là có chỗ bắt sang ngoài không đúng nha bà không có chỗ bắt sang ngoài đấy có những con cầm đồ nó mở đêm vừa mở ngày quy chân sao sao tình cảm thế mà Hãy subscribe
chưa đủ mạnh. Không phải là mình dùng. Không phải là mình dùng. Tự nhiên lên mặt. Đến hai đứa này nó to. Chưa ngủ lại. Cái này phim hoài thì mày làm gì? Giờ này phim ma. Tất cả hỏi anh không nhỉ? Phim xuất hiện một lần một tờ bài. Hôm nay người Netflix coi này. Đấy với em cần lịch. Mày làm trò này. Em chứ. Người đang cho người cậu với người buổi tối con nói chuyện đấy rồi của mày hay của anh của em chứ nọ nói chuyện gì đây nọ nói chuyện gì đây chị nhớ không trả người ta. Anh nhớ. Anh nói cái gì? Anh nói gì? Xong rồi anh còn hỏi từ ba có chút không? Hả? Xong rồi anh còn hỏi từ ba có chút không? Ồ, đến ngày gì? Đến ngày gì? Anh đang nghe xong. Không đầu. Đứng ngoài kênh đấy. Cần xin chào chào các bạn các thứ các cụ. Đến giai đoạn đang tăng chưa? Chưa đang tăng. À, hình như có rồi. Đang tăng gì? Đang tăng như nào? Hả? Đang tăng là lúc lên lúc xuống à? Hả? Đang là thế có vấn đề gì? Sắp. Quang còn hỏi cái lá của mình. Nổ lắm rồi bụi. Năm ngoái à?
ngoái hỏi à, em chả nhớ hỏi gì cụ nhỉ, em hỏi gì yêu nó có đáng hay không, sao lại yêu nó có đáng hay không, không phải đâu yêu, em làm gì nó có đấy, mày chỉ nói là có đáng hay không thôi. Quay một cái video chào xong thì mình có tiếng không, có ăn tiếng hỏi không, mình phải mở loa ở cái điện thoại này mới ăn tiếng hỏi không, khó lắm quá. Nếu mà muốn quay một video chào ấy thì hai video cũng được à, hoặc là cái câu chào này nó lặp đi lặp lại. Nếu mà cụ muốn chào ấy phải mở tiếng điện thoại thì đêm cụ lại tự nhiên giật mình lại không ngủ được. Đấy, thế họ thấy tiếng ho không? Có đáng hay không? Mình cười, em lại đụng vào em này. Cụ động lên cho nó nói, mai em đỡ. Chị cũng đi xong ngày mai bảo tao bấm được không? Nghiên mai nó bảo sao tao bên qua tao quay một cái mà bây giờ có hai cái bị buồn
Chào các bạn nha. Mình xin phép tạm dừng livestream tại đây. Đêm đã khuya. Các bạn đừng bỏ ngủ.